Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em lại chuyển sang chiếc Vina X3 của một cái bác ở Nam Định. Bác này trước đây đã mua của em chiếc siêu T5 và bây giờ thì bác ấy muốn lăn chỉnh lại thì bác ấy gửi cho em lăn chỉnh và lại gửi cho em một chiếc Vina X5. Đây là chiếc Vina X5 và mua của đơn vị nào ấy thì em cũng biết mà. Đây là chiếc Vina X5 nhá. Vina X5 ấy mà căn chỉnh không ra gì ấy thì cũng chẳng là cái gì. Đây là chiếc Vina X5 này. Đây các bác thấy rằng là các cái cấu hình như này thì em biết rằng là mua ở đơn vị nào rồi. Đây là chiếc băng số của bác ở Nam Định. Và em thường xuyên căn chỉnh thì em biết là chiếc băng số này là mua của ai. Và em biết rằng là như vậy là cái đơn vị bán hàng. Đây này các bác thấy là như thế này. Đây này. Mua của ai thì em biết mà. Kể cả Vina X3 hay X5 bản quyền ấy, nếu căn chỉnh không tốt ấy cũng chẳng là cái gì cả. Thua xa như vậy là cái dòng DT DB8000 hay là DT DTX5 thua xa. Đây nhá, các bác anh em thử nghe cái chất âm của chiếc Vina và effect tổng. Effect tổng hiện giờ là để 38. Đây này, kiểm tra cái cũ để em biết ngay mà. Đây này, chế độ khởi động này 38 nhá. Bây giờ sẽ để 25 thôi. Và thử luôn cái bộ mic của chú em ở Nghiên nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đôi khi các bác anh em cứ mộng bản quyền, nhưng mà bản quyền mà không biết cài đặt cũng chẳng là cái gì cả. Đây này, cái số 2 này. Các bác sẽ thấy được đây là cấu hình số 2 này. Kể cả bản quyền nếu mà cài đặt nó chẳng ra gì thì cũng chẳng tác dụng gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, Z-Vert này. Đôi khi các bác anh em cứ mộng bản quyền với lại mộng cái chất nhạc, chất mic nhưng mà còn do cài đặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ như này nhá. Đây là một cái cấu hình mà sáng nay em vừa mới test ở trên chiếc X6 của bác Hà Nội và trên chiếc DTX5 nhá, để có thấy như này. Đây, cái test này nhá. Đây, bác sẽ thấy như này. Cho nên là các bác anh em cứ mộng cái bản quyền, nhưng mà bản quyền của cái này không tốt cũng chẳng là cái gì cả, chẳng nghĩa lý gì cả. Các anh em sẽ thấy như này nhá. Mình sẽ loát ra này. Gọi cái một này. Đây, EC1, EC2, gì vợt nhạc này. Bây giờ loát nhá, loát của cái của em này. Loát này. Bây giờ sẽ thử mic nhá. Tạm thời bây giờ là để 38 này, mic 25 này. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Với em làm ấy là không cần đến 38 đâu, 33, 34 là được rồi. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bây giờ nhá, bây giờ sẽ hát thử luôn cái chế độ đầu tiên đi. EC1 này. EC1 này, các bác sẽ thấy được đây là cái cấu hình EC1 nhá. Em thử hát thử luôn và để nó 38 này. Theo cái nguyên bản nhá, hát luôn cái bài vừa rồi em vừa hát nhá. Các bác nghe luôn cả phần nhạc này.
lại nhau đóng xanh phai màu. Khăn thơ nàng đổi ai mà em đổi yêu trên nửa thương bên nọ thì thương nửa sâu bên phía nơi nào. Bây giờ các bác sẽ nghe được cái chất âm em làm nhá. Đây loát này, loát cái dễ hát này vào nhá. Đây là một chế độ thôi, còn em làm là trên X3 X5 là 10 chế độ. Các bác lắng nghe cả phần nhạc nhá, vẫn để là 60 25 và 38 nhá. Còn tí nữa đối với em chỉ cần 30, chỉ cần 34 thôi. Thì rõ ràng là cái chất âm ép phách em làm thì nó khác rồi. Hát chúng ta nhập tâm nhập hồn, chứ còn bây giờ nếu như mà để theo cái chế độ cũ này, các bác thấy nó ông ổng mà. 1 1 1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Cho nên đây là một cái mà em muốn chia sẻ các bác anh em ấy, kể cả là Vina bản quyền hay là không bản quyền ấy,
mà cài đặt không tốt ấy, nó cũng chẳng ăn thua gì đâu.